gửi lời chào đến tất cả mọi người. Đây, trong một ngày chủ nhật thời tiết này thấy khá đẹp, gió mát, không bị nắng quá, không bị mưa. Lúc em đi đến đây đang hơi sợ mưa cơ. Đó, rồi thì hôm nay thì Decode cùng với cả Mai tổ chức một cái buổi workshop liên quan đến thử nghiệm cơ bản, và cụ thể chủ đề của mình ngày hôm nay ấy, sẽ là về tính axit trong cà phê. Bình thường ở các workshop khác á, khi mình nói về thử nghiệm cơ bản thì mình sẽ được trải nghiệm bộ mùi này, mình biết được là về lưỡi của mình hoạt động như nào và các vị cơ bản trong cà phê ra làm sao này. Tuy nhiên thì trong cái chuỗi series sắp tới này thì Decode cũng như Mai là mong muốn chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút vào từng các yếu tố một. Mình sẽ có workshop về vị chua, và tiếp đến nó sẽ là vị đắng, và tiếp đến sẽ là body. Đó. Và sau đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái chủ đề ở mức cơ bản nhưng sẽ sâu hơn một chút. Vì em nghĩ là đến thời điểm này thì cà phê đối với cả mọi người nó không là quá xa lạ nữa rồi. Những kiến thức cơ bản mọi người hoàn toàn có thể mua những quyển sách, đúng không ạ? Em thấy có rất nhiều sách bây giờ viết rất là hay, mọi người có thể mua về tham khảo để đọc. Hay là mọi người có thể tìm thông tin trên mạng. Nhưng mà những cái kiến thức mà sâu hơn một chút thì mình, Decode đang mong muốn là mình nối tiếp cái chuỗi này thêm một tiệm. Đó. Để mọi người có thêm một cái nhìn nó rõ ràng hơn về cà phê. Đó. Thì tham gia với cả buổi workshop ngày hôm nay thì có Mai. Thế bây giờ Mai sẽ giới thiệu về mình một chút nha. Mà cái mic này nó có thực sự có vai trò thế không? Nó không phát ra nhưng nó sẽ thu được cái khác. Ok. Chào mọi người. Chào lát nữa thì sẽ nhờ mọi người giới thiệu một chút về bản thân mình. Tại vì em cũng chưa biết, có thể là ở đây mọi người, có nhiều người đã quen nhau rồi. Em tên là Mai, thì em làm việc ở Decode từ lúc mà Decode mới mở ở Việt Nam. Xong khoảng hơn 2 năm trước thì em có nghỉ sinh em bé ở nhà. Sau đấy thì đến bây giờ thì em hợp tác với Decode với tư cách là giảng viên ngoài. Và cũng rất lâu rồi mới có cơ hội để cùng mọi người tổ chức sự kiện rồi ở đây để chia sẻ về cà phê. Hôm nay em với anh Việt thì quyết định là thế thì mình sẽ làm một cái gì đấy kiểu nó khác đi. Tại vì đến thử cà phê rồi pha cà phê rồi nói về chuyện pha cà phê nó cũng nhiều rồi. Một cái gì đấy nó cụ thể hơn nữa, chi tiết hơn nữa. Thế rồi ạ. Chắc là đấy, em tên là Mai. Thế nào? Cảm ơn mọi người. Bây giờ ok, tiếp theo. Rất là nhờ mọi người giới thiệu. Rồi. Bây giờ thì em xin phép mời mọi người giới thiệu một chút về bản thân mình. Mình sẽ đi từ bên phải trước đi. Chúng ta giới thiệu tên này. Hiện tại mình đang làm gì? Đó, và lý do mục đích mình tham gia buổi workshop ngày hôm nay. Mong muốn của mình khi tham gia workshop là gì? Và em chào mọi người, em tên là Linh, năm nay em 26 tuổi, hiện tại em đang là barista ở một quán cà phê nhưng mà em cũng mới làm thôi ạ. Thì mục đích của em đến buổi workshop là để tìm hiểu và biết thêm về cà phê. Em rất thích cà phê và em cũng là một người uống nhiều ấy. Em nghĩ là em được thừa hưởng cái đấy từ bố mẹ em, vì bố mẹ em cũng là một người rất thích cà phê. Thế thôi ạ, chào mọi người. Hiện tại em đang làm ở Chan Quy Nguyễn Quang Bích. Chan Quy Nguyễn Quang Bích ạ. Số 5 ạ. Nhưng cũng qua lại giữa hai bên. Vâng. Dạ vâng, nó là hàng xóm đối diện nhau. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Sơn. Mình thì cũng thường xuyên lê la để cốt rồi thì chắc là ở đây chắc mọi người đều biết rồi, thì hôm nay mới được gặp Mai. Mình hy vọng là cái buổi workshop này sẽ rất là có nhiều điều thú vị để có thể chia sẻ. Anh có đang làm công việc? Không, mình thất nghiệp kinh doanh tự do. Những người thất nghiệp em nhiều. Em chào anh chị ạ. Em tên là Vi ạ. Em đang là sinh viên năm nhất. Em có làm part time ở một quán cà phê Sunrise Coffee ạ. Em không uống nhiều cà phê nhưng mà hôm nay em muốn tìm hiểu về cái cà phê. Cũng có cảm nhận hết luôn.
Vâng, cũng có nhưng mà em là kiểu à, không, em cũng chỉ là phục vụ thôi ạ. À, xin chào, mình tên là Nghĩa. Mình cũng đang làm kinh doanh. Thì hôm nay mình thích đến đây tại vì trời đẹp này mà không đi uống cà phê thì mà lại biết thêm được nhiều kiến thức thì càng tốt. Chào tất cả mọi người ạ, mình là Ngọc. Hiện tại thì đang làm kinh doanh của một công ty bảo hiểm phi nhân thọ. Thực ra thì mình biết Decode từ ngày mà Decode đang ở ngõ Thái Hà cơ. Thì ngày đấy thì mình làm HD Bank và ở trong đó thì hay đi ra ngõ Thái Hà để uống. Đã biết từ ngày đó rồi và quen mọi người cũng ở đấy, nhưng mà hình như bây giờ cũng không còn ai nhiều nữa. Thì mình thích cà phê bởi vì không hiểu tại sao mình lại rất hợp với cái vị chua của cà phê, và biết đến nó khi mà thử cái hạt Arabica của Sơn La ấy. Và kể từ đó đến giờ thì hầu như là mình chỉ thích uống cái vị chua đấy thôi, không hợp lắm với các cái vị kiểu mà, tức là mình quen uống hạt phương Tây ấy, hạt hạt châu Mỹ nữa. Còn những cái hạt mà có vị đắng thì hầu như là mình không thể uống được. Thế nên cái buổi workshop ngày hôm nay nó là một cái điều gì đấy rất là thú vị đối với mình, và mình muốn đến thử để xem là thật sự là những cái vị chua mình uống nó có cái gì khác biệt hay không. Mình cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người, mình là Liên. Thì mình cũng là kinh doanh tự do thôi. Thực tế ra là sắp tới mình có dự định mở một cái quán có quy mô nhỏ một chút, và mình cũng rất là yêu thích cà phê. Thế nên là mình muốn tham gia cái workshop để có thêm nhiều kiến thức về cái cà phê, để có thể trải nghiệm được cái sự yêu thích của mình, cũng như là có kiến thức để xây dựng cái quán của mình nó chất lượng. Ok, cảm ơn. Có. Thực ra là cà phê chua, thực ra để tiếp cận với khách hàng cũng không phải là đơn giản đấy, nhưng mà ai đã thích cái độ chua của cà phê, mình nghĩ là rất là thích. Theo mình là cảm ơn. Xin chào, mình là Hạnh. Mình là học viên cũ của The Code. Thì nói chung là buổi hôm nay đến thì nó mang tính chất là muốn lâu lâu đến ôn bài lại chút. Thì nói thật là sau khi học ở The Code xong thì cũng không phải có quá nhiều cạ mà sẽ duy trì được với nhau, cũng chỉ có thêm được khoảng một hai người bạn sẽ thường xuyên gặp nhau. Thật ra cái kiểu cà phê này là cứ phải có cùng cạ thì mình mới bắt đầu ôn bài được nhiều, chứ thật ra mình cứ uống và mình không nói gì thì rất là khó. Như Việt đây dạy mình thì biết rồi, là phải gặp nhau có người để cùng trao đổi là cái vị nó như nào đó, rồi mọi thứ nó ôn nhiều mới biết được. Chứ đúng là một thời gian vừa qua là cứ đi uống thôi cũng không nói chuyện được với ai. Nên là cần tìm cả. Em chào anh chị, em tên là An, em vừa mới ra trường được 1 năm, và hiện tại thì em đang theo đuổi ngành F&B. Thì thực ra là em đến workshop này bởi vì em biết đến chị Mai trước và em muốn tiếp tục nghe chị Mai nói về cà phê. Thì không biết là chị còn nhớ em không, thì em trước kia là em từng làm ở ca và em đã gặp chị tại em đã gặp em nghe chị nói thông qua ca cà phê rồi. Do đó là em Dạ vâng, em đã nghỉ. Trước kia thì em làm về phục vụ, nhưng sau đấy thì em, tại vì năm cuối em bận nên là em quyết định em nghỉ ở ca để em tiếp tục học. Và bây giờ là em đang theo đuổi với F&B. Em cũng rất là thích cà phê nữa, nên là em muốn tiếp tục nghe chị Mai nói về nhiều hơn về cà phê. Ok, thì cố gắng hôm nay nói nhiều. Được. Nghe nhớ chắc là anh Việt sẽ tiếp tục chương trình nhá.
Vừa rồi thì chúng ta đã làm quen với nhau rồi. Ở đây thì có những người là cũng chuẩn bị mở quán, có những người thì thất nghiệp, những người thì đang kinh doanh trong một số các mảng khác, và cũng có những bạn đang làm trong cái mảng về cà phê, cụ thể là các barista ở các quán. Đó. Hôm nay chúng ta ngồi lại đây thì một phần là cũng muốn nhắc lại một chút về những cái kiến thức cơ bản trước khi mình đi vào chuyên sâu liên quan đến vị chua, giống như là cách mà anh Hạnh có nói là ôn bài ấy, đúng không? Ở đây chắc hẳn mọi người đều đã có những kiến thức khá là nền về cà phê rồi. Đó, nên là hôm nay mình ôn lại một chút, ai chưa có thì là mình sẽ cập nhật cho nhau. Đó. Thì nội dung ngày hôm nay của mình thì sẽ chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là mình sẽ nói việc đấy là thử nếm cơ bản là gì, và cái lưỡi chúng ta, những cái khu vực nào sẽ là những khu vực mà cảm nhận các vị khác nhau, và đâu sẽ là khu vực cảm nhận vị chua rõ rệt để mình có một cái để mình xác định được khi mình uống. Vì khi mà chúng ta uống mà mình không có để cho não bộ suy nghĩ thì nó sẽ đưa ra những cái thông tin rất là sai lệch, hoặc là đưa ra những thông tin không có định hướng. Thì khi mình đã xác định là mình uống cái này để mình xác định vị chua và khu vực nào của lưỡi sẽ là khu vực cảm nhận vị đó, thì khi bắt đầu uống não bộ sẽ tập trung vào khu vực đó và mình sẽ cảm nhận nó rõ rệt hơn. Đấy là cách mà mình cảm nhận cả những thứ khác nữa, ví dụ như cả vị đắng, cả body hay là thậm chí cả độ ngọt. Được chưa ạ? Đó. Phần 2 thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là trong cà phê của chúng ta thì có những loại axit nào là axit chủ đạo. Có phải là axit nào cũng sẽ đều tạo ra vị chua hay không, thì mình sẽ tìm hiểu trong phần thứ 2. Đó. Thông qua đó thì mình cũng sẽ trải nghiệm khoảng từ 2 đến 3 loại cà phê, và mình xem là trong cái ly cà phê mình uống đó, mình đối chiếu với cả những cái cốc axit ở trên bàn để mình xem là à vậy thì cái vị trong cà phê đấy nó sẽ gần sát với cả cái nào. Và cái cuối cùng là mình sẽ nói về cái tính axit, thế nào là tích cực và thế nào là tiêu cực. Vì có rất nhiều hạt cà phê khi mình uống mình thấy cái chua của nó rất là mạnh, nhưng có thể là nó là do bản thân của cái hạt đấy nó đã tốt. Và mình sẽ phải phân biệt khi với cả một cái axit thế nào là tiêu cực, nó tạo cảm giác khó chịu, và một cái rất là thoải mái là ra sao. Rồi, phần đầu thì như anh Việt đã giới thiệu, mình sẽ tìm hiểu lại một chút xem là lưỡi của con người hay là bộ não con người mình cảm nhận những vị trong cà phê như thế nào, hay là trong bất kỳ đồ ăn thức uống nào khác. Thì mọi người đều biết là mình có một số vị nhất định thôi, đúng không? Chứ không phải là không giống như hương là mình có rất rất nhiều mùi hương. Có những vị gì nhỉ? Có vị chua, đắng, ngọt. Còn vị gì nữa? Chua, đắng, ngọt này, chát, cay. Chát và cay không phải là một vị mà là cảm giác. Có 5 vị cơ bản. Đấy là chua này, đắng này, ngọt này, umami và vị mặn. Chát và cay là nó thuộc về xúc giác, cảm giác hơn. Mình có thể cảm nhận được cái vị, cái cảm giác cay. Cảm giác cay ở Việt Nam, cái từ tiếng Việt thì hay gọi là vị cay, mà cái cảm giác cay ở trên da của mình bằng các mô biểu bì. Chát thì là do những cái nó cũng có thể gây ra bởi những acid hoặc là những cái polyphenol khác, nó làm xe cái bề mặt tế bào lưỡi của mình lại, khiến cho mình cảm thấy nó không cảm nhận được những vị khác, thì đấy là chát. Thì nó liên quan đến mặt xúc giác. Thì có 5 vị đấy, và 5 vị đấy mọi người chắc là đã nhìn thấy những cái hình, những hình lưỡi được chia thành các vùng rất là nhiều rồi. Thì nó thể hiện là lưỡi của mình nó sẽ cảm nhận các vị ở các vùng khác nhau trên lưỡi. Tuy nhiên là không có nghĩa là chỉ có cái vùng đấy chỉ cảm nhận được vị đấy thôi. Những vùng khác không cảm nhận được vị khác, không được cảm nhận vị đấy, hay là cái vùng đấy không cảm nhận được những vị khác, mà là cái vùng đấy nó nhạy cảm với vị đấy nhất. Là ở đầu lưỡi mình vẫn có thể cảm nhận được vị đắng, vị chua, nhưng mà nó không nhạy cảm bằng mình có thể cảm nhận vị ngọt ở tất cả các vị trí khác nhau ở trong khoang miệng, nhưng mà ở đầu lưỡi là nơi nhạy cảm nhất để cảm nhận vị ngọt. Thì như trong hình mô tả này, mọi người có thể thấy vị chua mình cảm nhận ở hai bên cánh lưỡi này. Cứ nghĩ đến quả chanh thôi chẳng hạn là đã cảm thấy ngay lập tức cái chỗ này nó phản ứng, là cảm giác ứa nước miếng là từ hai bên cánh lưỡi này. Vị mặn này, vị đắng này. Vị đắng thì nằm ở cuống họng. Nó cái việc cảm nhận vị ấy, nó có vai trò là nó là cái sự tiến hóa tự nhiên của con người thôi. Và nó giúp bảo vệ mình. Nên là cái độ nhạy cảm với các vị khác nhau, nó cũng với mục đích là để mình
phòng vệ, mình phòng bị, vân. Chỉ có điều là bây giờ thì con người khá là an toàn rồi. Mình đang sống trong một cái môi trường rất an toàn, đồ ăn thức uống mình không phải lo việc là nó có độc hay không, vân vân. Tức là những cái giác quan đấy của mình nó sẽ giảm dần đi, nó kém dần đi. Nó không phải mình cần mua đồ ăn gì mình vào siêu thị nhìn đết các thứ, tất cả mọi thứ ở trong đấy rất là an toàn rồi, không phải thử. Cái phần đắng ở cuống họng ấy, nó nằm ở cuống họng. Khi mà mình ăn một cái gì đấy xong mình cảm thấy có vị đắng thì nó sẽ giúp mình nhổ cái đấy ra được, nôn được cái đấy ra, kiểu vậy. Là đấy là cái cơ chế để bảo vệ. Cảm thấy hơi nóng một tí. Chắc là vì em đang nói nên em thấy nóng đúng không? Ok, tại vì anh mặc áo cộc tay. Rồi, ở bên cạnh thì mọi người có thể nhìn thấy là mỗi vị thì được cảm nhận bằng các nhú vị giác khác nhau. Tiếng Anh nó gọi là papillary. Em không rõ là dịch bằng cái từ nào cho nó đúng y khoa, mà em gọi nó là nhú vị giác. Thì trên mỗi nhú vị giác nó sẽ có những cái nụ vị giác. Nó thể hiện cái độ nhạy cảm của các vị ở trên cái nhú vị giác đấy. Ví dụ như là cái hình tròn. Cái hình tròn đấy là cái, đúng rồi, đấy là cái nhú vị giác hình tròn. Thì nó có chứa cực kỳ nhiều những cái nụ vị giác, nhiều nhất, và nó là cảm nhận vị đắng. Cơ thể con người nhạy cảm nhất với vị đắng. Phải biết được vị đắng để còn có thể bảo vệ cơ thể mình chứ. Sau đấy này, xuống bên dưới thì mình thấy cái nhú vị giác gọi là foliate. Dịch ra hình như nó là vị là hình lá đúng không? Hình lá. Thì nó giúp cảm nhận vị mặn. Ở phía bên này thì có cái fungiform là hình nấm. Thì nó là nhú vị giác giúp cảm nhận vị ngọt, nằm ở đầu lưỡi nhiều. Có nhiều cái nhú vị giác như thế. Và cái hình cái kia cũng là hình lá này. Filiform là giúp cảm nhận vị chua. Có đúng không? Ok. Umami nằm giữa. Right? Đúng rồi, hai cái ở sau là salty mix. Ok, thì mỗi cái nụ vị giác khác nhau nó giúp mình cảm nhận các vị khác nhau. Và một cái vị ấy, để mà cảm nhận được thì mình phải cảm nhận nó ở dạng dung dịch. Mọi người hình dung là khi mọi người ăn bim bim chẳng hạn, thì cái mọi người quan tâm nhất của cái bim bim là gì? Cảm giác cái lúc mà mình cắn vào nó giòn đúng không? Cảm giác đấy là cái texture của nó. Vị chỉ là một phần nhỏ trong cái mà mình quan tâm của cái bim bim đấy thôi. Nó cứ thử tưởng tượng nó ỉu xem. Mình không có hứng thú lắm với nó nữa. Thì bởi vì là nó được thiết kế không kiểu để cảm nhận vị lắm. Và khi mà nó ở cái dạng giòn giòn như thế, mình cũng rất là khó để cảm nhận vị. Mình phải ngậm nó vào trong miệng rồi nó bắt đầu tan ra. Thì mình mới thấy là nó có vị này vị kia. Vị luôn luôn nó phải ở dạng dung dịch mình mới có thể cảm nhận được. Mình cho miếng cơm mà mình phải nhai rất nhiều. Sau đấy mình mới cảm nhận được là cái miếng cơm này nó ngọt này kia. Thì biết được điều này nó giúp ích như nào. Như lúc nãy anh Việt có chia sẻ là mình biết được là những vùng khác nhau trên lưỡi thì cảm nhận vị khác nhau. Thế mình muốn cảm nhận vị gì? Mình tập trung vào đấy. Mình tập trung não bộ của mình vào đấy. Mình quan tâm để ý đến cái cảm giác của nó nằm trên đấy. Mọi người lát nữa mọi người uống cà phê, mọi người có thể thử mà xem. Có cà phê rồi đúng không? Đang chuẩn bị đúng không? Thì nhiều khi mình không cảm nhận được là nó là chua, nhưng mình cảm thấy là ở cái phần lưỡi đấy nó đang có phản ứng. Chờ chút sẽ có cà phê rồi. Cà phê đây đúng không? Cái này là pha cái khác à? Ok. Được. Thế mình uống cái cà phê khác. Lúc nãy mọi người uống cà phê Yunnan, mọi người có thấy chua nhiều không? Đúng rồi. Cái việc mà mình thấy nó chua nhiều hay chua ít ấy, và cái độ nhạy cảm của mình với các vị ấy, nó được quyết định bởi rất là nhiều yếu tố.
Thứ nhất là nhiệt độ này. Nhiệt độ nghĩa là khi mà nóng thì mình cảm nhận vị chua kém hơn. Mình thường cảm nhận vị đắng tốt khi mà nhiệt độ cao. Sau đấy dần dần khi nhiệt độ giảm xuống, mình sẽ thấy cái vị đắng ít đi và mình bắt đầu cảm nhận được vị chua và vị ngọt. Cái thứ hai là thói quen sinh hoạt nữa. Mình ví dụ như em chẳng hạn, em rất thích ăn chua. Em ăn rất chua. Thế là em thường xác định là cái mà em thấy chua bình thường thì có thể là rất chua đối với mọi người. Đó, nó thay đổi theo thói quen sinh hoạt. Kể cả là nếu mà mình thường xuyên thức khuya này, có thể là hút thuốc này, thì cái khả năng cảm nhận vị ở lưỡi của mình cũng sẽ kém đi, mình kém hơn. Rồi hay ăn cay này, hoặc là do giới tính này. Giới tính thì em thấy là phụ nữ thì thường thích vị chua hơn và nhạy cảm với vị đắng hơn so với nam giới. Còn tuổi tác thì là một sự thực, đấy là càng về già thì mình sẽ càng nhạy cảm với các vị. Kiểu như người già người ta hay phải cho thêm nhiều gia vị hơn, rồi ăn mặn hơn. Nếu mà ai có nuôi em bé rồi thì sẽ thấy được cái điều đấy rất là rõ, là bọn trẻ con nó rất nhạy cảm với các vị. Nên là thường thì các em bé là mình sẽ không cần cho gia vị, nó cũng ăn được. Hoặc là em thử cho em bé nhà em ăn mấy cái đồ của người lớn á. Có những cái mà nó nhè ra luôn, mình ăn mình thấy rất ngon nhưng mà nó thấy đậm vị quá, nó nhè ra luôn, nó không ăn được. Ok. Ngoài ra thì em sẽ bổ sung cho Mai một chút, đó là nó sẽ còn được di chuyển nữa. Đứng ở đây thật là mát. Mai có nói vào lúc đầu ấy, thì trên lưỡi của mình có các cái nhú vị giác. Thì một số người là sinh ra đã có số lượng nhú vị giác nhiều hơn so với người khác rồi. Đó, thì người ta sinh ra đã có khả năng nếm tốt hơn so với mọi người. Một số người sinh ra là không có nhú vị giác luôn nên là không nếm được vị. Đó, còn số còn lại khoảng 80-90% là những người bình thường với số lượng vị giác là tương tự nhau. Thì chỉ có khác là chúng ta là những người mà chưa qua đào tạo và những người đã qua đào tạo. Đó. Người qua đào tạo tức là như thế nào? Tức là mình được học xem là nếm ở đâu, cảm nhận vị như thế nào. Thì khi uống cà phê ấy, giống như em nói lúc nãy ấy, mình phải suy nghĩ trước. Thì dần dần cái việc mà uống của mình ấy, mình sẽ tập. À bây giờ mình nghĩ trước. Mình uống và mình so sánh, mình đưa ra thông tin. Và sau này khi mà người tạo được cái thói quen đấy nhiều rồi thì là mình uống và mình sẽ đưa ra một cái thông tin như một cái phản xạ không có điều kiện. Thế là mình uống mình sẽ biết luôn là nó chua cao hay chua thấp. Đó, thì cái việc mà đào tạo hay là luyện tập giống như bọn em là đang để biến cái việc thử nếm của mình trở thành một cái phản xạ không có điều kiện như vậy. Đó. Rồi, thì bây giờ mình đã biết được là thành lưỡi là khu vực mình cảm nhận vị chua. Thì bây giờ khi mọi người uống cà phê này vào và mọi người sẽ nói cho em biết, nói cho Mai biết là cái thành lưỡi của mọi người kích ứng với cả vị chua này như thế nào. Là khi cái chất lỏng này đi đến thành lưỡi, nó tạo cho mọi người cảm giác gì? Nhá, uống chậm. Dạ. Ăn táo ạ? Dạ. Táo xanh hay táo đỏ ấy? Táo đỏ. Cái quyển sách nó ghi là táo đỏ chẳng hạn, nhiều khi
mời chị Liên đi. Chị uống thấy thì thực ra cái độ chua cái này nó ở mức khoảng medium. Và nó khá tích cực và cũng ngắt nhanh. Dạ. Đấy. Chị thấy nó ở mức trung bình. Dạ, medium. Ngắt nhanh. Dạ. Mời Ngọc đi. Em cũng cảm thấy rằng là cái vị chua này nó ở mức trung bình. Tuy nhiên thì có lẽ là bởi vì em nhạy cảm với cả cái vị đắng nhiều hơn ấy. Nên không hiểu sao cái vị đắng nó khiến cho em cảm giác cái chua này nó hơi bị gắt. Nó gắt theo cái kiểu là nó chát chát ấy. Ngoài ra tại vì em thấy nó hơi giống cái chua của whiskey sour ấy. Nó dạ vâng, nó không phải là trung bình bình thường mà kiểu là trung bình tương cao. Vâng. Và, dạ vâng. Với cả em cũng thấy vị đắng hơi nhiều nên là em không có quá nhiều ấn tượng với vị chua lắm. Bởi vì em nghĩ là em là một người ăn rất chua ấy, nên em thấy là cái vị chua này nó không chua lắm. Em thấy hơi chát và cái hậu vị ở phía cuối lưỡi nó khá là đậm. Em thấy hơi khô miệng một chút nữa. Vâng. Mình thì mình thấy có vị của một chút chanh xanh, bưởi. Pomelo nhẹ nhẹ một chút. Em thấy cái cà phê này thực ra thì nếu nói về nồng độ thì đúng là vị chua của nó cũng bình thường thôi, không cao lắm. Thế nhưng mà nó khiến cho mình cảm thấy rất là cao bởi vì là nó ít ngọt. Là mình thấy nó kiểu gắt lên ấy, với lại đi kèm vị đắng nữa, giống nước chanh pha loãng ra một tẹo. Đó. Thì vừa rồi thì chúng ta đã có một cái trải nghiệm về một loại cà phê. Có những người thì đang nói là chua này ở mức trung bình, có người bảo hơi cao một chút. Có người thì bắt đầu cảm nhận cả vị đắng rồi, nhưng mà thôi đắng thì mình rửa đến cuộc sống hôm sau nha. Rồi, có như Mai nhận xét thì cái chua này lại khiến cho bạn cảm thấy hơi khó chịu. Đúng không ạ? Vậy thì mình bây giờ sẽ tìm hiểu xem là vậy trong cà phê ấy, có những cái acid nào để tạo thành những cái vị chua. Và mình sẽ thử nhớ lại cái cảm giác này, mình lưu lại cảm giác này để khi bắt đầu mình nếm một số các loại axit ở trên đây thì mình khớp xem nó giống, nó cái axit nào đem lại cái cảm giác giống như cà phê mọi người vừa uống nha. Rồi, vậy thì trong cà phê chúng ta sẽ có rất nhiều các loại axit. Thì cái axit đầu tiên mà em muốn nhắc tới đó là chlorogenic acid. Đó, công thức hóa học thì ở trên này C16H18O9, trông rất là to vì cái này sau một quá trình nó sẽ bắt đầu bẻ gãy ra những cái nhỏ hơn. Thì acid chlorogenic thì sẽ được sản sinh trong quá trình mà sinh trưởng. Thì đây là một cái chất chống oxy hóa và nó được sinh ra để tăng cái khả năng chống chịu lại sâu bệnh của cây trồng. Đó. Và đã để chống lại sâu bệnh thì đây chính là một cái mình hình dung có thể là một cái loại thuốc độc với cả các loại sâu. Nên nó sẽ có một cái vị đắng giống như kiểu là mình ăn các loại rau xanh mà có vị đắng ấy. Đó. Và trong quá trình rang thì cái acid này nó sẽ phân hủy thành hai cái acid nhỏ hơn, đó là acrylic và caffeic, thì đều cấu tạo nên cái vị đắng. Thì cái acid chlorogenic acid này ấy, thì với Arabica và Ro thì hàm lượng trong Robusta cao hơn so với cả Arabica. Đấy cũng là một phần lý giải vì sao khi mình uống Ro mình cảm giác nó đắng hơn so với Arabica. Và những cái cà phê mà trồng ở độ cao cũng sẽ có hàm lượng này thấp hơn. Thế là khi mình uống một số cà phê ví dụ như ở Ethi hay là Colombia, mình sẽ thấy cái đắng của nó không có nhiều nếu mình rang tốt. Đó. Về phần chlorogenic này thì Mai có thì cái chlorogenic acid này trong quá trình rang thì nó sẽ được bẻ gãy và nó sẽ được phân hủy thành các cái nhỏ hơn. Thì nếu mà mình mà rang cà phê mà không tốt, nếu mọi người cảm thấy là cái cà phê của mình uống mà cảm giác nó bị đắng kiểu mọi người ăn một loại rau xanh nào đấy thì là cái chlorogenic này nó chưa phân hủy hết. Giống cái cà phê rồi, chính xác đấy. Mọi người thấy cảm giác là nó hơi đắng đắng ngăm ngăm giống kiểu mọi người ăn rau sống hoặc ăn một loại rau nó bị đắng á. Đó. Cái nó sẽ liên quan. Đúng rồi, nó tại vì chính xác, tại vì nó không liên quan đến vị chua.
Nên cái này chỉ muốn đưa ra để cho mọi người nhớ là không phải axit nào cũng sẽ tạo ra vị chua trong cà phê. Sẽ có những loại axit mà tạo ra cả vị đắng nữa. Cái loại axit thứ hai thì cái này mình sẽ thông dụng nhiều hơn này. Đó chính là citric acid. Khi nhắc đến citric thì ngay lập tức là mọi người cứ nghĩ cho em quả chanh này. Các loại cam chanh là chua như thế nào thì citric acid vị của nó sẽ là như thế. Thì trong cà phê đây là cái acid mà mọi người sẽ dễ dàng nhận ra nhất vì nó rất là đặc biệt. Còn nó đặc biệt như thế nào thì bây giờ mỗi người sẽ có một cái cốc của mình đúng không? Trên này em đã để sẵn thìa rồi. Thì cốc citric của mình ở đâu nhỉ? Mọi người nhìn thấy không? Em sẽ có hai cái bàn đây này. Nhóm bên này thử bàn bên này giúp em. Còn bên này mình có bàn bên này nhá. Đó. Mỗi người chỉ cần lấy cho em một thìa rót vào cái cốc của mình thôi. Rồi mọi người thử. Thiên ơi. Anh Sơn lúc nãy có nói cà phê vừa rồi mình uống cảm giác giống như là chanh mấy bưởi đúng không? Thế bây giờ mình thử khớp lại xem với cả cái xi xích ở trên nên nó có giống với cảm giác lúc nãy không? Còn với những ai mà đang bảo là giống táo thì mình cũng xem và mình so sánh xem. Cái cốc citric là cốc thứ ba từ phía bên trái sang đây là cốc này, mọi người có thể lên mình sẽ dùng thìa này, mình xúc một chút cho vào tách của mọi người đang cầm cái khay thì trong cà phê nó sẽ có rất nhiều các loại axit và nó sẽ cấu thành nên cái vị giống như là trong trái cây. Thì trước mặt mọi người là một cái bảng mùi hương, không bảng hương vị đó. Nhưng cái trình tự sắp xếp nó không đúng đâu nhá, nên là mọi người đừng nhìn cốc citric đặt ở nhóm gì kia? Sour. Đặt ở acetic acid luôn. Mọi người chỉ cần lấy một thìa nhá, đừng uống quá nhiều. Sau khi xong mọi người tráng thìa vào cốc nước lọc em để bên cạnh luôn. Mình sẽ có những cái cốc để mình có thể nhổ ra. Anh Hạnh uống chưa ạ? Anh thấy thế nào? Bên C nó ngộp rồi. Mức độ khá là rõ ràng đúng không ạ? Đó. Thì cái đặc trưng của vị chua của citric ấy, nó sẽ khiến cho cái thành lưỡi của mình nó tê và nó căng hai bên thái dương này rất là gắt. Nó uống mà sẽ cảm giác bị căng ở phần bên này. Đó. Thì axit này có rất nhiều trong các loại trái cây như là cam, chanh, bưởi, các loại có múi ấy, citrus. Ngoài ra còn có trong các loại dâu cũng như có trong cả dứa. Đó, mọi người ăn dâu mọi người sẽ thấy là nó rất là sáng. Mình ăn vào xong mình thấy cái chua rất là nhanh để mình có thể tiếp cận được. Cũng nói thêm một chút là trong các loại hoa quả tự nhiên ấy, nó cũng giống như cà phê, nó không bao giờ nó có một loại axit mà nó sẽ là tổng hợp. Nên là khi mô tả ví dụ như là cái cà phê lúc nãy mình nói là cảm giác giống như citric, khi mà mình khẳng định thì mình phải là phân tích ra là trong này nó có citric đúng không? Ừ, quả dâu thì sao? Thì quả... không phải là 100% nữa, thì chỉ là sẽ có rất nhiều acid. Ừ, vừa rồi ạ, em thấy chủ yếu là cái acid kiểu như thế này, nó tạo cảm giác sáng và chỉ có chua thôi, chỉ có kiểu... Tức là uống vào mình sẽ thấy cái chua này nó được lưỡi mình phát hiện rất nhanh. Đó, phát
uống vào phát là phát hiện chua luôn. Có thể là với một số người thì nồng độ nó sẽ không quá cao, vì có thể mình giống như Mai lúc nãy thói quen mình hay ăn chua thì mình thấy nó ở mức là trung bình, nhưng mọi người sẽ thấy này, uống vào nhận ra ngay đấy, nó phát hiện ra rất là sớm, thì đấy là đặc trưng của citric. Và acid citric thì sẽ bị phân hủy rất là nhanh bởi nhiệt. Trong quá trình rang thì nó sẽ bị phân hủy rất là nhanh, đến khoảng mức độ rang mây đường thôi là chỉ còn khoảng 50% citric ở trong acid còn tồn tại thôi. Nên mọi người sẽ bắt được cái acid này trong chủ yếu ở các cấp độ rang, rang light, rang sáng. Đó. Có thể là đôi khi cái cảm nhận của người khác nhau, ví dụ như là anh cảm thấy nó chua bình thường, chua nó không kiểu sáng trưng. Cái acid của citric ấy, và cái độ chua của nó thì thường được mô tả là sáng, dry, xong rồi thì như nào để nhận. Ví dụ. Juicy. Tiết cái nước miếng ở hai bên thành ra này. Đó. Mặc dù là acid, nếu mọi người nếm thử kỹ lần nữa và đặt nó trên lưỡi mình sẽ thấy là mình cảm thấy nó hơi ngọt ngọt, và nó giúp cho cái độ ngọt của nước, của cái gì, của nước thôi. Mặc dù là nước thôi, nhưng mà cái độ ngọt của nó mình cảm nhận được nó rõ ràng hơn. Nên là khi mà mọi người uống cà phê, đặc biệt là Ethiopia chẳng hạn, hàm lượng mà citric acid rất nhiều, thì cái mà mọi người hay thấy là uống xong rồi uống nước lọc thấy ngọt đấy. Đó, thì đấy cũng là một phần do cái ảnh hưởng của acid citric trong cái Ethiopia, hàm lượng rất là cao. Đó, rồi vừa rồi là chúng ta đã thử acid của chanh rồi nha. Giờ mình sẽ sang loại thứ hai, loại này cũng phổ biến không kém, đó là malic. Đó. Malic acid thì còn được gọi là acid táo xanh, vì trong táo xanh có hàm lượng acid này rất nhiều. Với mô tả thì nó sẽ êm hơn so với cả citric. Tức là khi mọi người uống vào, mọi người sẽ không cảm thấy nó bị nhói, không cảm thấy nó bị sắc lên. Tuy nhiên nó sẽ để lại cảm giác là hơi tê và hơi kéo dài một chút. Citric mình thấy đúng không? Cao, sao có thể mất. Nhưng malic thì nó sẽ hơi nặng hơn và nó sẽ để lại cảm giác hơi tê trên lưỡi một chút. Rồi, thì bây giờ mọi người thử nha. Mình tráng qua bằng nước đi ạ. Ta malic. Malic anh uống cái khác. Malic ạ. Nó đánh dấu cái cốc đầu tiên ạ. Như ăn táo không anh? Bạn, mình đã thử xong cái malic chưa? Chưa. Okay. Mà bạn mới đến có thể giới thiệu qua về mình một chút được không nhỉ? Thank you. Thế là có cùng với cả bạn nào cũng là thank you. Đấy. Linh đúng không? Rồi đấy, mày có nhận tin. Tí nữa. Chưa có lệnh sai gì màu sớm ấy. Ok, nào, xin mời bạn ở phía dưới. Bạn có thể mô tả cái vị của acid vừa rồi khi bạn uống nào. Hơi chát chát và hơi mặn rồi. Linh. Chát và gắt hơn. Mọi người thử chú ý một chút đến vị ngọt xem nó khác gì so với cái citric, có thể thử lại citric. Anh Nghĩa. Và dùng miếng nước em có thể cái này nó không gắt bằng citric không thể. Ngọt hơn. Anh Khuê thì sao? Anh ạ. Anh cũng thấy có nghĩa là cái vị chua nó không bằng đến vừa rồi, nhưng mà đó. Thì acid fulvic thì có nhiều hơn trong Robusta, và đặc biệt là với những cái vùng trồng mà họ sử dụng phân bón nhiều thì là rất dễ có cái hàm lượng acid fulvic cao. Và đặc trưng của cái này sẽ có vị chua nhẹ và tạo cảm giác hơi bong bóng ở trên lưỡi một chút. Đó, như mình mô tả là giống như mình uống Coca-Cola.
nghe tôi tức là cảm nhận đúng rồi cảm giác nó sẽ tức là lưỡi chị ăn cái gì nhỉ ở Starbucks nó có một loại topping là kẹo nổ thử chưa đúng rồi tách 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 đấy uống vào liên tưởng một đúng một lạnh không chị lươn rất hay cho ăn đắt rồi nghe là thấy không muốn uống rồi nhắc lại những kỷ niệm không tốt đúng không? Rồi thì ở trên bàn mình có cái cốc cuối cùng đó là cốc Fotoric đó thì mọi người trải nghiệm cho em nốt cái acid đấy trong ngày hôm nay thôi. À không mình có thể thấy là sau khi mà uống mình sẽ cảm giác hơi khô miệng một chút, hơi khô lưỡi một chút. Để ý về mặt lưỡi này. Cái này chua là sẽ không nhiều nhưng mà để ý về mặt lưỡi một chút. Không nhờ. Anh à, đây là cốc nước lọc của ai nhỉ? Hơi đắng. Anh sao uống chưa? Ông Hoàng thực phẩm. Ông Hoàng thực phẩm. Anh Sơn có nghiên cứu về thực phẩm. Rồi, mọi người đều trải nghiệm rồi đúng không? Có ai sẽ trải nghiệm không? Linh? Đúng không? Bị khô đúng không? Ừ. Rồi. Anh nghĩ thế sao? Anh cũng cảm giác giống bạn. Lưỡi mình thấy bị khô ở trên này là. Rồi. Không thấy có cảm giác bong bóng nổi đâu cả. Chị cũng không thấy nha. Nghe cả thấy khó. Mình giữ trên miệng. Mình giữ trên lưỡi mình giữ. Giữ ở trên lưỡi. Nó hơi gắt. Nào, giữ lại ở trên lưỡi nó hơi khó. Hoặc không mọi người có thể mô tả cảm giác hơi khô ở trên mặt lưỡi. Mọi người mô tả thử xem. Đúng rồi, gai gai. Đấy. Khô gai gai trên lưỡi một chút. Thì bọn mình sẽ dùng cái từ là sparkling. Thì khi mà cà phê nào mà có một chút hàm lượng acid lactic vào mình sẽ cảm thấy cái chua đấy nó rất là thoải mái, rất là thích. Nhưng nếu nhiều quá thì bắt đầu sẽ tạo cảm giác khô trên bề mặt. Anh Hạnh thấy thế không? Anh chỉ thấy kiểu chát nhanh. Chát nhanh, tức là chát nó nhanh. Mình thì sao? Chát. Khô hợp đàn. Rồi. Đó. Thì cái cảm giác chung nhất của Fofric tạo ra cho mình đó là cảm giác khô ở trên bề mặt lưỡi. Điều này khi mà mình uống Robusta mình sẽ nhận ra rất là rõ so với cả Arabica. Và những cái cà phê mà chất lượng không cao mình cũng sẽ cảm giác được cái vị khô trên bề mặt lưỡi rất là nhiều. Khô thì sẽ có một số cái khô mà mình có thể phát hiện được là khô trên bề mặt lưỡi này, khô trên khoang họng này. Đó. Thì thường những cái khô mà ở phần khoang họng, cổ họng thì nó đến do việc là chiết xuất không được tốt. Còn cái khô ở trên bề mặt lưỡi có thể là do một số các thành phần acid ở lại, trong đó có phốt pho lích. Thì cái cảm giác khô của những cái acid mọi người vừa thử á, nó cũng hơi cường điệu một chút bởi vì nồng độ đã rất là cao. Tuy nhiên là mình để ý một chút mình sẽ thấy là nó không khó chịu như cái cảm giác khô của vị đắng trong những cái cà phê chiết xuất quá tạo ra. Mình hay nói về việc là cà phê chiết xuất quá này, rồi cà phê rang đậm quá, cà phê rang đậm các thứ thì nó cảm giác nó khô và nó đắng ở trong cuống họng, thì cái đấy nó khó chịu hơn rất là nhiều. Đây cũng là lúc mình có thể phân biệt được, tại vì nhiều khi mình uống thì cái này nó cũng khác. Bình thường mọi người hay nói là cà phê chiết xuất nó sai, cà phê chiết xuất quá thì nó sẽ khô, nó chát,
Cái này nó chua mà nó cũng chát. Tại sao ấy? Tại vì trong những cái acid nó tạo ra cả một không khí. Nếu mà tìm hiểu một chút, như là cái sensory của rễ ba là nó cũng hay nói đến cái cảm giác khô đấy, và nó đến từ cái acid, nó không đến từ cái điều chiết chiết xuất của thì thông qua vào rồi đúng không? Mình sẽ có đặc trưng của axit ở trong cà phê. Ngoài ra thì nó còn một số các loại axit nữa, ví dụ như là acetic. Acetic thì mình quá quen ở trong quá trình nấu ăn rồi, chua như giấm. Thì cái đấy là do trong quá trình mà sơ chế ướt hoặc là các loại sơ chế khác mà bị lên men quá sẽ tạo ra cái hương vị đó. Ngoài ra thì mình sẽ có thêm cả lactic nữa. Lactic là cái mình hay thấy trong sữa chua đúng không? Đó. Thì cà phê nó sẽ có rất nhiều, nhưng mà đây sẽ là 3-4 cái acid mà sẽ là chủ đạo để mình có thể làm quen. Thì khi mà mình đã biết được cái đặc tính của các loại acid tạo ra rồi, thì bây giờ cái phần cuối cùng trong cái buổi ngày hôm nay đó là mình sẽ phải phân biệt được vậy thì đâu là acid tốt và đâu là acid tiêu cực. Tất cả cái này nó đều có những cái mặt tốt và mặt không tốt, nhưng khi mà thể hiện vào cà phê thì mình còn phải thể hiện thông qua cả việc chiết xuất của mình nữa, tức là mình lôi được bao nhiêu ra ngoài và các cái chất khác mình lôi ra ngoài khi kết hợp với acid để nó tạo ra những cái gì. Thì bây giờ mình sẽ sang đến cái phần thứ ba. Bây giờ em sẽ làm là 2 bình cà phê để mình xem đâu là bình cà phê cùng một hạt cà phê nhá, cùng một loại cà phê thôi, nhưng mình sẽ xem là khi mình pha ra bình nào là bình mà mọi người thấy đây là một acid tốt và đâu là một bình acid không tốt. Và khi mà mình thấy không tốt hoặc là tốt, mình cần phải mô tả tại sao mình thấy nó tốt hoặc là không tốt. Đây là cách để chúng ta luyện tập. Đó, khi mà mình uống cà phê, mình sẽ không nói chung chung là mình thấy cà phê này nó đắng, mình thấy cà phê này nó chua, mình thấy cà phê này nó ngon. Mọi người cần phải đi chi tiết hơn một chút, đắng như thế nào, chua như thế nào. Đó, chua như hôm nay mình có rồi, chua như malic, chua như citric, chua như tartaric. Thấy chưa? Đó, và ngon như thế nào. Ngon tức là mùi hương nó nồng này hay là vị chua của nó thoải mái như vân vân. Thì bây giờ Tâm với là Công sẽ pha 2 bình. Nó chờ một chút thôi, khoảng 3-4 phút. Đó. Còn mình sẽ xem là đâu là bình tốt và đâu là bình không tốt. Đó. Mặt
Cái này nó mắc xuống. Cái gì? Không, không, không. Bỏ qua, bỏ qua. Bỏ qua đi. Bỏ qua, bỏ qua. Thì mai thì vừa nhịp. Nhịp nhịp. Rồi đang bảo là hôm trước qua Sunrise ngồi trải nghiệm chưa gì, là barista nhân viên nào đúng order đã bảo là cà phê nghe em cà phê bình thường thôi nhé, anh từ đi cốt sang anh đừng khó không thấy là đi được cả Yến cả Kinh Đình là bạn nhận ra cả anh ấy đấy là nhìn đến chuyên gia sợ quá nên là cứ nhận là thôi nhà em bình thường người tự chắc đừng chê vội không, nhưng mà em nhận xét qua về những đồ uống mà em gọi thì là rất là tốt. Giờ thì mình đi uống cà phê mình cũng kiểu tinh thần nhẹ nhàng đúng không? Anh có thứ bạn đã làm nhà xe hàng đã làm nên nó là làm việc cho nhân viên không chủ còn làm việc cà phê luôn. Thôi anh đừng uống cà phê ở đây. Nó mang mang trà. Tại sao ạ? Thì đối với nó cà phê làm việc là giờ. Đấy là đối với em thì em lại thấy cà phê là cái xuất sắc luôn, ví dụ thế thì kiểu nó cũng do gu của từng người. Thì sau những cái buổi workshop này thì mình cũng sẽ chia sẻ với nhau, tại vì có những nhà rang thì mục đích rang người ta là lấy vị chua, một số người sẽ lấy vị đắng, thì mình cần phải biết được đắng là đắng tích cực hay là đắng tiêu cực, đắng ở đâu là do mình pha, chua là do mình pha không tốt. Mỗi người sẽ có một cái riêng, nhân viên không pha cà phê luôn. Đấy là do anh không order cà phê như anh nhà. Anh không gọi cà phê. Tại vì mỗi cái sản phẩm mình làm ra mình sẽ phục vụ một nhóm đối tượng nhất định. Nhiều khi nó không phù hợp với người này. Không, phải phù hợp người khác luôn. Luôn. Không lấy cái gì đâu. Mận mũ bảo hiểm của anh Việt cả. Vòng trăng. Nhưng mà bây giờ anh thấy lộ là lộ cái gì nào? Anh hỏi này, bây giờ anh lộ cái gì? Lộ gì? Trong đầu anh nghĩ đến điều gì? Rất thêm nước nào? Mình sẽ có hai cà phê, cà phê A, cà phê B. Cho nên là cho A trước đi. Cái nào là A, cái nào là B? Cái bên tay trái của em là A. Đấy, cái rót một lượt cho mọi người trước đi, em để bình B xuống là đỡ nhầm ngay. Khoan đã, khoan đã. Bây giờ em hỏi anh nhá, cái công pha là A hay cái... Tâm pha là A. Tâm pha là A, thì công ok, pha là B. Đây là... anh thấy là cái màu nhạc hơn nhỉ? Ok, ok, anh ok. Nhìn với ngay mà. Vâng. Từ từ mình sẽ chờ một lát tại vì nó đang hơi nóng á, nên là em cũng chưa muốn rót cho mọi người luôn. Mai có nhắc vào đầu giờ đúng không, mình sẽ có nhiệt độ là cái ảnh hưởng đến vị mình cảm nhận. Thì để mình cảm nhận được vị chua thường mình sẽ để cho cà phê nguội đi một chút, mình sẽ cảm nhận vị chua là rõ rệt hơn. Cái này cũng sẽ là một cái lưu ý với cả các bạn barista, vì là đôi khi cái cà phê của mình á, mình cua ra xong lúc nóng nó sẽ hơi đắng, thì cái đắng là mình sẽ dễ nhận ra hơn. Vậy nếu mình đưa một cái bình cua đấy cho khách hàng thì chắc chắn là khi khách hàng uống cái vị đắng sẽ là cái mà khách hàng được tiếp cận. Lúc đấy nếu mình biết cái đặc trưng của hạt cà phê của mình á, nó sẽ tốt hơn khi mở nhiệt độ thấp hơn một chút, thì mình cần phải làm được trước khi mình xuất cho khách. Đấy là cái mà với các barista, kể cả thậm chí là chúng ta phải ở nhà thôi, chúng ta mời khách chúng ta cũng cần để ý. Đó. Bên bộ 43 là đắng, nó để đúng 9 phút là mình xuất.
nó cua mình cà phê nó để chín phút sau thì mùi hương nó sẽ bị nhiều. Nhưng mà chắc là những cái khuôn khoai ra nó như nào đấy là có thể phù hợp với cái kiểu này. Cho khách hồng ngồi đợi thôi, cứ trải nghiệm. Đặt đồng hồ cát đúng 9 phút để tăng ra. Biết điều. anh Nghĩa vừa bảo là trong 4-3 khách đâu đi ở khách chờ bình cua 9 phút là mới được uống. Bây giờ mình sẽ rang để có hồ sơ là chọn cà phê là cà phê 4 phút, 5 phút, 6 phút, 7 phút đi cho mình. Sơ cho cái đồng hồ. Đồng hồ 7 phút, đồng hồ kêu được mở nắp ra mà uống. Nhưng mà ở 43 họ làm cái lĩnh vực cà phê để lấy cát khá tốt. Nhớ mọi người nhớ là mình để ý xem là cái cảm giác của cái độ chua ấy tạo cho mình như thế nào nhé. Việc nói anh uống cà phê ngọt ngon hơn một chút. À thế ạ? Dạ. Vai trò của barista là cà phê ngọt hơn. Nhìn thôi đã thấy ngọt. Không cần phải trao đổi nữa. Tiếp tục lên sau đó những câu trả chính của thầy Việt. Ôi, mọi người đến đây uống cơm một cốc cười thôi, mọi người thấy cà phê ngọt rồi. Ngậy. Ngậy, ngậy luôn. Ngọt thì em có thể hiểu được nhưng mà ngậy thì... Rồi, mọi người đã thử xong cái cà phê A chưa? Có ai thích cà phê A không? Giơ tay. A mà uống A chưa? Chưa ai được uống B hết. Chưa ai được uống B hết. Anh phải nói thuần chất giống một trong bốn thẻ này như vậy. Nhớ là cho thêm nước. Phát nhiều lên. Bây giờ mình sẽ thử quyết nhau ai cảm thấy cà phê A này cái độ chua để nó giống như lúc nãy dễ chịu tay. Thì phải tăng lượng cà phê này là 1, 2, 3, 4, 5 và cái phích lãnh nhiên không nhớ kiểu chúng ta có những người có 5 người lấy cái vị chua này với mọi người là tốt, những người còn lại thì đấy chưa tốt lắm thôi. Thực ra thì em thấy là cũng dễ chịu mà. Thế là 6 rồi. Ok, thì bây giờ mình thử cái OK ha. Bắt đầu 10 gram, 10 gram nữa thôi. Có bao nhiêu? 10 gram. 10 gram, 10 gram nữa vào cho vào xay, xay luôn. Không cho nước nhưng mà nó muốn tăng được cái nước cốt lên thì bằng cách chị uống cà phê B và cà phê A rồi đúng không? Chị thích cà phê này không? Cà phê này hơn là B, cà phê ở đấy. B. Em cần B. Đây là B đúng không? B đúng không? Phải uống sau đúng không? Dạ. Yeah. Tại sao? Bởi vì nó khá cân bằng với cả chất lượng acid của nó thì cũng đến sớm nhưng mà nó không bị gắt và cái nó không bị gắt với cả nó cũng khó bỏ. Chị anh chị đã bỏ cà phê. Ok. Nó rõ ràng cái độ, ý là cái rõ ràng cái độ chua nhưng mà nó ngắt nhanh và nó khó ngọt trong đó. Dạ. Ngon không? Cảm giác nó có một cái gì đấy khó chịu khi mà uống xong nhiều cái hộp bị nó không mượt. Cảm giác nó không mượt. Thế là cũng chua thì mình được chua là chua. Chua nó cũng giảm. Chỉ có điều là nó sẽ lấy những cái không ok lắm thôi, không thích lắm. Ok nhá.
Thì mình nhớ trong ngày hôm nay, trong buổi workshop hôm nay mình sẽ nói về đậu chua. Sau khi mình uống cà phê này thì mình chỉ cần xác định vị chua thôi. Và mình sẽ tạm thời mình bỏ qua những cái liên quan đến hậu vị. Ví dụ như là đắng, vị đắng thế nào đúng không? Vị đắng mình sẽ nói vào workshop sau. Mình để ý giúp mình xem là vị chua của hai cà phê này khác nhau như thế nào nhé. Và vị chua mình sẽ ra ở đâu? Thành nữa. Anh Nghĩa hả? B hơn. Chua là khá là tốt. Cái nhất thì nó hơn hơn bằng bằng. Không phải là nhất lên sớm. Cái thứ nhất bị bằng phẳng quá, không kịp nhận ra. Cái thứ hai thì mình cảm thấy nó rõ rệt hơn đúng không? Một bốn đúng không? Nghĩa thì sao? Thế thì là nó sẽ tự nó. Mình. Không hai hơn. Vì gì rồi? Vì em biết cà phê nào không khuấy cho đều không? Không dùng thìa. B hơn. Không dùng lý do gì thích B hơn. Xin lỗi, không dùng lắc. Nó đem lại cho em cảm giác gì? Em thấy thích hơn em. Chưa hơi khó nói trước đúng không? Không chơi được. Mình sẽ nghe đến một người đưa kiến anh Sơn đó. Cà phê nó dày như thế, B hơn, dày rõ. Không chưa nói lên gì hết. Acid rõ hơn đúng không? Mình cảm nhận được rõ rệt hơn. Thế còn Linh? Quay xe. Mình cảm nhận được cái độ chua nó rất là sớm, thì hàm lượng axit của nó tương đối cao trong hai cà phê vừa rồi. Nhưng sẽ thấy có hai điểm mình thấy khác nhau. Cái thứ nhất đó là cái cà phê B mình cảm nhận được cái axit để nó rõ ràng hơn, nó rõ rệt hơn, vì đơn giản là lúc đấy axit của mình đã được kết hợp thêm với cả đường bên trong rồi. Nên là mình sẽ thấy là mình nhớ là đường là caramel hóa nó sẽ hơi chua một chút đúng không? Thì khi mình kết hợp vào rồi mình sẽ thấy cái chua của nó rõ rệt hơn và mình cảm giác nó thoải mái hơn. Cảm giác thoải mái hơn đấy, tức là sau khi mình cảm nhận vị chua trong cái thời gian cái vị chua đấy tồn tại trong lưỡi, nó không bị dài giống như cái A sau khi mình uống mặc dù nó rất là nhẹ nhưng mình chỉ thấy là nó chua thôi, nó không có gì đi kèm nữa cả, không có một cảm giác gì về cái vị khác nữa, chỉ có chua không thôi. Còn cái B là một cái chua rõ nhưng mà mất sớm và để lại cảm giác thoải mái nhưng hơi tiếc một chút, không nó là hơi khó chịu nhanh nhặn ở phía bên sau. Đó, thì cái đấy là có thể mình sẽ giải quyết bằng việc là mình pha tốt hơn. Đó, được chưa ạ? Rồi, đấy, thì mình hình dung là trong acid thì cái mà mình phát hiện nó ra sớm hay muộn thì nó liên quan đến về mặt mật độ. Có những cà phê mình uống một lúc mình mới thấy cái acid nó xuất hiện thì do nồng độ của acid trong cà phê nó thấp. Còn những cái vừa uống vào phát là biết nó chua ngay thì đấy là nồng độ cao. Còn để khi mình bắt đầu nói về chất lượng của nó thì acid chất lượng khi mà nó cao hoặc nó thấp nhưng nó sẽ phải mất sớm. Và nó tạo cảm giác cân bằng và thoải mái trên lưỡi. Thì để mà làm được điều đó ấy, thì mình cần phải lấy được thêm đường trong quá trình mình pha cà phê. Hoặc là trong quá trình rang cà phê mình sẽ phải làm cho cái đường nó phát triển cách tốt hơn để mình cân bằng với cả cái axit
rất là cao hoặc có thể thấp. Thì vừa rồi cái bình A và bình B được pha như sau. Bình B là bình cà phê mà pha như bình thường. Mọi người uống mọi người sẽ thấy cảm giác giống như cái cà phê lúc nãy, lúc đầu mình uống. Còn cái bình A là mình mới chỉ pha và mình lấy một ít cái nước ở lúc đầu thôi. Đó. Và sau đó thì bắt đầu mình sẽ hòa loãng để cho nó đạt được cái độ loãng tương tự giống như là bình B. Thế mình thấy là lúc đấy nó mới chỉ có axit là thôi và chưa có đường. Vậy thì axit được thể hiện trong cà phê và sẽ được lấy ra ở giai đoạn đầu khi mình pha. Và lúc sau là cái giai đoạn mình sẽ bắt đầu làm loãng và làm cho đường cân bằng ở cái axit đấy để trở nên dễ chịu. Rồi. Và Mai có muốn mọi người thử không? Cuối cùng. Cái này là được làm giống như bình A nhưng mà đậm hơn. Cho mọi người thử. Thì cái chua của bình B là một cái chua ở trạng thái lý tưởng, khá là dễ chịu. Cái của bình A đấy là cái chua của trạng thái chất xuất được chín. Thì hôm nay mình có một cái bình pha chắc chắn, đây là chắc chắn chất xuất bị thiếu. Để mình đối chiếu cái axit để nó tạo ra cảm giác thế nào cho mình. Vậy mình luôn nhớ đúng không? Đó là mỗi người sẽ cảm nhận về độ chua khác nhau. Nhưng hôm nay tất cả mọi thứ đã chuẩn bị để chắc chắn tường minh cái vị của nó sẽ là như thế. Thì mọi người sau khi uống, mọi người sẽ lấy cái cảm giác của cái cà phê này so sánh với cảm giác mình cảm nhận về cà phê để mình bắt đầu có những cái mô tả một cách chính xác hơn. Nên là cà phê mỗi người mô tả một hương vị, một cái kiểu chua là chuyện hết sức bình thường. Nên là mọi người đừng có ngần ngại mô tả với nhau. Mình mô tả ra để mình xem mọi người đang nghĩ gì về cà phê đó. Mình nghĩ là chua cao mà có khoảng 10 người nghĩ là chua bình thường thì chắc là nó chua bình thường. Thế rồi bắt đầu mình sẽ hiệu chỉnh dần cái mô tả của mình về cái acid. Có thể là bình thường mình không ăn được chua, mình thấy chua như thế đã là cao rồi. Nhưng với mọi người khoảng 10 người đứng cùng đấy mà mọi người vào trung bình hết thì tỏ cà phê đấy nó chỉ ở khoảng trung bình thôi. Thì bắt đầu mình hiệu chỉnh dần để cái mô tả của mình nó sẽ gần với cả mọi người hơn. Thì trước khi mà Tâm xong cái bình này thì em muốn nói một chút liên quan đến cái, tại vì cái nội dung của mình là thử nếm. Thì cái mục đích cuối cùng của việc thử nếm đó là giống như mình đang đứng với nhau ngày hôm nay, mình nói chuyện để cho mọi người cùng hiểu, chứ không phải là mình đến đây để mình xem cà phê của mình có thể phát hiện ra bao nhiêu mùi hương, bao nhiêu vị ở trong đó. Quan trọng nhất là mình muốn sao mình mô tả bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất đến cho người đối diện. Đấy là mục đích cao nhất của mình. Còn đương nhiên với bọn em thì sẽ có một cái số các mục đích nho nhỏ phía sau nữa, thì nó liên quan đến chuyên môn đó. Thì ai có hứng thú thì mình có thể là ngồi đây mình nói chuyện với nhau thêm. Dạ vâng ạ. Tâm kiểu nhất định là có một số việc nhất định làm đúng theo cái cách mà bạn đã thiết kế đấy. Tâm đó CD mà. Chị à. Cảm ơn. Bởi vì cái bình A lúc nãy cái nồng độ nó khá là thấp. Thực ra thì bạn Tâm bạn ấy cũng bảo là pha ngon dễ, pha dở hơi khó. Đến bây giờ lại ngon hơn rồi nhé. Bây giờ biết làm thế nào? Biết làm thế nào? Ok, cái bình ở đây. Đây đúng không? À, rồi. Mình cứ thử bài này. Vấn đề là mình lấy lúc vào tay thôi. Còn lỗi thì vẫn lỗi. Giống như cái bình A nhưng mà tức là em muốn để mọi người thử nó đậm hơn một chút đó. Pha đúng không? Đậm hơn một chút nữa. Cái kia là em đã đút không? Hơi quá các bạn đang đút tí. Nhưng nó hơi nhẹ thôi, nhưng mà đúng là cái mô tả thì chính chỉ là chua thôi. Nó đúng rất nhẹ, nó chỉ có chua thôi. Đấy, nó rõ ràng hơn nhiều. Rõ ràng hơn. Và nó ngon. Ngon hơn à? Ngon hơn A hay ngon hơn B à? Ngon hơn A. Ôi trời ơi, em tưởng ngon hơn B. Rõ ràng mình này. Anh liền. Không là nó cũng không bị sao, vì nó cũng không bị chát như B ấy, kiểu nó cũng... Tại Tâm pha ngon mà, Tâm pha ngon mà. Đây, còn đây là cái mà... Cái B đã được Tâm hiệu chỉnh lại. Mọi người thử xong thì A có thể thử chỉnh lại. Kít rồi, Tâm có thể
Đây là cái ngon ạ. Cái dở này biết phải ngon như thế nào. Có thử không ạ? Dạ có ạ. Còn anh chưa thử, còn anh có thử thêm không? Còn sất nữa. Sất theo tiêu chuẩn của Tâm. Còn anh tập của Tâm. Xanh. Cái bình này nó bị nguội. Thế là so với cái lúc nãy. Nhưng mà đến khi mà hết thì mọi người thấy nó clean hơn so với cái bình A thứ nhất. Cái bình A mà nó đậm đặc lúc nãy em vừa rót á, nó bị nguội nên là cái cảm giác khi uống vào, vừa mới vào nó không được complex, không được dễ chịu giống như là cái bằng cái A. Nhưng mà khi mà kết thúc ấy thì cái acid nó rất sạch, clean trong miệng. Nhưng mà như cái A là nó sẽ kiểu để lại cái hậu vị rất là khó chịu, và cảm giác khi mình giữ nó ở trong miệng nó không được cân bằng, không được thoải mái. Bây giờ mình sẽ chốt nhá, mình uống cái cà phê đấy rồi, bây giờ mình so sánh cả acid đi, xem mọi người chọn giống cả cái gì nhất. Là bắt đầu từ bên này đi. Nó lại rồi phải thử lại á, thử lại á. Cái vừa thử xong tức là có cái cà phê mà cuối cùng mình thử cả A cả B, tại vì nó không đặt cà phê. Mình có thể lấy cái tham chiếu là cái bình B đi cho dễ. Không giống đến loại nào, vâng. Loại này. Đấy, thấy không Tâm? Ít quá mọi người đang muốn thử lại. Nên em lại phải pha thêm đúng không? Em cũng pha để mọi người uống thôi, còn mọi người thử lấy không? Cái 25 gram. Em vừa uống xong thì đi uống nước. Đấy. Cái em mềm của em hơi nặng nặng đúng không? Sau đó để lại gì khác? Thích thân khác. Rồi, ok. Chị Liên. Rồi nào, ha. Phân vân giữa chi chích và... Malik. Malik. Metallic là... Metallic là... Kim loại đấy. Vậy. Rồi Malik là chi chích, giống chi chích hơn. Rồi, Ngọc thì sao? Em thấy vẫn Malik và Tataric. Malik và Tataric. Nhau. No. Anh thấy nó giống Malik. Malik nhiều hơn. Dạ, không hết. Vi. Malik. Minh. Anh mà làm cái này, bài trách nhiệm của anh là không điểm rồi đấy. Bằng sao thì lại? Là sao đi lại thì tuyết rồi. Anh đọc, anh thấy giống bừa đúng không? Mai em thấy giống Tataric với lại Malik nhiều hơn. Tâm. Titanic thì sẽ không thấy không nhiều. Titanic thì cả. Titanic. Titanic. Titanic cảm về Titanic. Này. Titanic. Này là Titanic. 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 Trong kiểu không biết đâu. Thì bên mai còn mọi người sẽ nghĩ thêm. Dạ, xong thôi ạ. Vậy thì sau những cái trải nghiệm về cái độ chua trong cà phê vừa rồi á, thì mọi người có phần nào mọi người cảm thấy là muốn tìm hiểu thêm không, thì mọi người có thể đặt câu hỏi cho Mai và em có thể giải quyết đi. Có thấy đủ độ rõ ràng chưa? Như cả như acid này mình thử chưa? Trong mặt chị Liên hơi trầm ngâm.
sao? Rồi. Tại vì là cái mà lúc nãy em thấy cái A đúng không? Rồi. Cái mà mình thấy là mình thích á. Thì đấy là ý kiến chủ quan. Rồi. Còn vừa rồi khi mình pha thì một bình mình đã để ở trạng thái là chất xuất thiếu thôi. Ở một bình mình đã ở trạng thái là chất xuất lý thường. Tức A là thiếu, và B là lý thường. Thì cái thiếu sẽ là cái axit mình gọi là axit tiêu cực, vì nó chỉ có chua thôi và nó không đi kèm với các phản xạ khác nữa. Ví dụ như sau khi chua xong nó phải ngắt để chuyển sang ngọt, thì đấy là một cái axit tiêu cực. Nhưng không có nghĩa là tiêu cực thì có thể là không thích về bạn, nó thích là ý kiến chủ quan. Còn hôm nay khi mình xếp ra đây thì mình thấy cái chua tiêu cực của nó là ở dạng như này, chua chỉ có chua thôi, còn cái B là chua sau đó ngắt, sau đó chuyển sang cảm giác thoải mái để dễ chịu, nó không bị kéo dài trên nữa, thì đấy là cái chua tích cực. Khi mình pha thì mình là trạng thái gần như là tích cực. Đương nhiên cái hơi nhẹ nhàng phía sau thì đấy là cái mà xử lý trong quá trình pha thì nó thể sửa được. Còn nhưng mà mình đang nói là chỉ về độ chua thôi, thì mình sẽ thấy là cái chua này rõ rệt hơn và nó cảm giác nó phong phú và mình có thể mô tả được hơn. Còn cái A là mình chỉ có thể đơn giản mô tả nó chua thôi, chứ còn rất khó để mọi người mô tả nó giống một loại trái cây nào đấy. Thì mình nghĩ là trái cây sẽ phải có đường thì thôi, đúng không? Thì mình sẽ mô tả với là trái cây thôi. Thì đấy là một cái tiêu cực của cái là tích cực. Còn đôi lúc mình sẽ phải luôn tách ra hết ý kiến chủ quan và ý kiến khách quan. Thì trong cái buổi này mình đang muốn cố gắng là làm những cái khách quan nhất, để khi mọi người áp với cả cái chủ quan của mình đang đưa ra, mọi người sẽ tách được ra. Mặc dù là mình thích ấy, nhưng mà ta nó đang như thế luôn, tức là nó đang ở trạng thái như này rồi, thì đây nó là cái chưa tốt. Nhưng mình vẫn có thể có cái thích cái chưa tốt mà, đúng không? Thì mình cần phải biết được. Ví dụ như mình pha một cái bình mà mình đo đạc, mình tính toán, mình thấy nó bị chất xuất thiếu chẳng hạn. Nhưng khách hàng của mình, cái nhóm khách hàng đấy, người ta là thích cái độ chua ở trạng thái đó. Thì trong quá trình pha hoàn toàn mình có thể là điều chỉnh cái việc pha của mình cho phù hợp với nhóm khách hàng. Còn nếu mà mình muốn mà giáo dục khách hàng để người ta có một cái tốt hơn thì mình cũng có cách để mình nói chuyện để mình hướng dần sang. Đó là cái để hôm nay mình ngồi lại với nhau. Đó. Rõ không chưa? Chắc mình hỏi một tí là cái việc đánh giá độ chua kiểu hình thức pha thủ công như này so với pha máy thì nó có khác nhau không? Bởi vì nếu mà mình pha cà phê này bằng máy thì cái việc đánh giá độ chua đấy nó sẽ như thế nào? Kiểu thế. Ai có thể giải thích thêm không? Về cái ý mà tích cực với tiêu cực một chút nhé. Hôm em cũng nói chuyện với rất nhiều người về cái việc đấy là rõ ràng là mình muốn cái cà phê này ngon hơn. Thế tại sao trong những cái cuộc thi có những cái mẫu mình cũng không thích bằng, mình lại thấy là nó được giải cao hơn, bởi vì là nó đều có những cái thang điểm nhất định rồi, và cái người chấm khi chấm người ta phải chấm theo cái thang điểm khách quan đấy. Đôi khi người ta uống người ta thấy cái này tôi thích uống cái này hơn, bình thường mà tôi uống tôi sẽ chọn cái này đấy. Nhưng mà theo cái form chấm điểm đấy thì cái mẫu này nó có những đặc tính sẽ được điểm cao hơn, và khi cộng điểm lại thì nó lại được điểm cao hơn. Một đôi khi là như thế, chuyện đấy là chuyện xảy ra rất nhiều, cũng gặp rất nhiều. Đấy là về cái yếu tố gọi là tích cực với tiêu cực. Thế thì cái chấm điểm đấy được đưa ra để làm gì? Thế tại sao tôi không thích uống cà phê đấy thế nhưng mà nó lại được chấm điểm cao hơn, thế là làm sao? Thứ nhất là những cái ngành công nghiệp liên quan đến thực phẩm ạ, nó luôn luôn được chấm điểm để phục vụ những mục đích nhất định. Ví dụ như là nếu được chấm điểm để cho khách hàng thì phải xác định xem là khách hàng đấy người ta thích cái gì, và mình sẽ dùng cái tiêu chuẩn của cái nhóm đối tượng đấy để mình chấm. Hoặc là một số sản phẩm nó đã được quy chuẩn hóa rồi, quy chuẩn theo kiểu những cái tiêu chuẩn như là của ISO này, rồi những tiêu chuẩn của SGCQI. Hoặc là khi mà chấm một cái mẫu cà phê nào đấy, một cái loại, một phương thức pha nào đấy, cái con số đấy đưa ra đôi khi là để mình biết là cái sản phẩm đấy nên dùng vào cái gì. Đấy là dưới cái con mắt mà kỹ thuật của em. Còn đối với những cái người mà thưởng thức thì đương nhiên không ngon không uống chẳng có lý do gì cả, nó tích cực đối với tôi dùng thôi, tôi tiêu thụ thôi. Và những cái buổi như này nó sẽ giúp bọn em có thêm cơ hội mình trao đổi cái tiêu chuẩn và sở thích của khách hàng nhiều hơn, để biết là khách hàng thích cái gì. Nhiều khi thế thôi, tôi cứ cố tình làm theo cái kiểu mà mặc dù là bình thường tôi nghĩ là cái tiêu chuẩn nó là như thế, nhưng mà khách hàng không thích kiểu đấy, tôi làm theo kiểu khác.
về cái việc mà khi mình sử dụng espresso so với pour over để đánh giá thì nó khác như thế nào. Thực ra thì espresso dễ hơn rất nhiều. Hôm nay bọn em cũng cân nhắc là nên serve espresso hay là pour over, nhưng mà espresso nó dễ hơn ở chỗ là nó sẽ đẩy mọi thứ lên rất là mạnh, và nhưng mà hương vị của nó bị co lại. Thế nên đối với nhiều người, ví dụ nếu ít khi uống espresso thì nó lại hơi khó để đánh giá, bởi vì nó co lại còn nó gắt quá. Thì nhiều khi mình chỉ uống pour over, mình hay uống những cái nhẹ nhàng ấy, mình uống mình thấy đều khó đánh giá như nhau, đều đắng như nhau, nên là hơi khó. Nếu mà mình thường xuyên dùng espresso thì mình sẽ dễ đánh giá hơn. Nó chỉ khác ở chỗ là nồng độ nó cao hơn vậy. Nồng độ cao hơn để mà nhận ra sẽ bị espresso cà phê bên ngay. Đó. Thì nếu mà mình mà dùng espresso để đánh giá thì workshop này chắc mình chỉ co được khoảng 3-4 người thôi. Đó. Tại vì thời gian sớp tương đối lâu, và giờ chờ để code có máy 3 group hoặc là 3 cái máy 1 group, rồi mình sẽ mở một cái workshop về cái espresso. Rồi em có bổ sung thêm một chút nữa, thì để mà mình đánh giá được cái vị chua tích cực và tiêu cực khi mình làm espresso ấy, thì cách bọn em làm sẽ luôn luôn là sử dụng con số. Con số nó sẽ thể hiện khá là rõ ràng. Khi mình học về những kiến thức về barista nền tảng, mình sẽ biết được trạng thái chiết xuất under như nào, lý tưởng như nào, và những chiết xuất quá nó sẽ như thế nào. Under thì nó về mặt tính chất mô tả nó tương tự giống như cái bình A lúc này. Tức là khi mình uống mình chỉ thấy nó chua và nó không có cảm giác gì thêm nữa, và nó bị khó chịu. Thì khi mình học mình sẽ biết là vậy, thì chiết xuất như nào với espresso thì nó sẽ rơi vào cái phạm vi của cái chiết xuất thiếu. Thì mình có hạt đấy, mình hiệu chỉnh máy xay làm sao pha được đúng cái thông số đó. Mình uống mình sẽ biết ngay là với cái hạt này khi chất rất thiếu, cái chua nó tác động lên lưỡi của mình như nào. Mình làm một cái bình nó ở cái phạm vi thì chắc chắn là bị quá đấy. Mình uống mình sẽ thấy cái acid nó sẽ ở mức độ nào, nó tác động lên lưỡi của mình ra sao. Và mình hiệu chỉnh nó về ở mức cơ bản, tức là trong khoảng tiêu chuẩn thì cái acid để nó tác động như nào. Tuy nhiên cái khoảng mình nói sẽ luôn có từ cái chỗ này cho đến chỗ kia. Vậy thì nó nằm ở chỗ nào là tốt nhất, thì lúc đấy bắt đầu mình sẽ điều chỉnh dần trong cái khoảng để biết được cái acid của cái cà phê này khi làm espresso nó ở mức này, sao nó mất này, và nó mất như thế nào, mất trong vòng bao nhiêu. Thì đấy là cách mình hiệu chỉnh của cái cà phê bên này luôn luôn. Cứ em bảo rồi, cứ uống cái không ngon, cứ uống cái ngon là nhiều. Em training barista đấy ở có 3 cốc rồi, 4 cốc đấy, một cốc under, một cốc over, một cốc channeling, và một cốc lý tưởng đấy là xong. Để sao các bạn tìm nhớ cà phê các bạn uống mà không uống được thì không serve được cho khách. Còn bình thường mình đi thì mình cứ trên những kỹ năng thì các bạn chưa được nếm nhiều, các bạn sẽ không biết là thế nào là không tốt, thế nào là tốt. Thì đưa cái cốc cà phê đấy cho khách hàng, các bạn sẽ không hiểu được cảm giác của khách hàng khi uống cái cà phê đó. Mình cho các bạn trải nghiệm trước, có thích không? Chắc không thích. Thích biết nha. Đó, thì đấy là cách em nên làm việc với mọi người. Minh với cả Linh đó, có câu hỏi gì muốn đặt thêm không? Cứ sắp sắp tới là về bị đắng đấy. Đấy, chuẩn bị tâm một cái khác. Chua dễ nhưng mà đắng là đăng ký hẳn một lớp. Ngày xưa mình hay có cái câu đó gì nhỉ? Cà phê thì nó phải đắng ấy. Thôi bây giờ mình uống cà phê nó phải chua. Nhưng mà chua thế nào là tốt, chua thế nào là không tốt, bây giờ mình chẳng biết. Mọi người có thể ăn bánh. Demo trước một số vị đắng trong một số tiếp theo đấy. Đấy. Cà phê được rang lên như là bánh mình nướng lên. Nó sẽ đắng lên. Đấy, nó không có vị đắng thì đúng không? Đấy, có hạt Tipica đúng không? Dạy thẳng này là Robusta rồi. Dài như vậy, dạy thẳng. Hạt dài, dạy thẳng. Nhưng mà đầu nhỏ nhỏ này là Ro rồi. Đầu nhỏ nhỏ là Ro. Hay có khi là Liberica hay cà phê mít. Hạt dài. Chị ăn thử thêm có một mít không? Năm người được cái tốt hạt Quảng Trị nhỉ, mít rõ ràng.
Dạ. Cái xanh kiểu pha lên đỡ mùi. Nó không chỗ nó thấp như thế mà nó trồng cây chỗ là thấp luôn. Giờ có hai yếu tố ảnh hưởng đến trồng, một là độ cao và hai là cái biên độ nhiệt cũng này và đây. Có nhiều nơi độ cao thấp nhưng biên độ nhiệt thế này lên tốt thì cà phê nó phát triển tốt. Ừ, anh thấy ở Hạp đến Hạp được dài mà cà phê trồng ở Quảng Trị độ cao rất là thấp. Nó chỉ có một khu vực nhỏ là có thể trồng được cà phê. Cái chủ quan của mình tiếp cận với khách quan thì mình sẽ rất là rõ. Còn bây giờ hiện tại thì mình đọc rồi mình đi trải nghiệm cà phê một mình thì nó vẫn là một cái gì đấy rất là chủ quan, nó chưa có cái để đối chiếu. Đi uống cà phê thì trải nghiệm từ thần ngọn.